tổng hợp những tình huống hài hước nhất đảm bảo không cười không lấy tiền. Cao thủ gặp thách đấu kiểu cầu xong hết calo luôn rồi, thôi cho già xiên đời ăn còn lấy sức ha. Gánh hơi nhiều đồ cho nên là lằn cờn đã đất mất tiêu kìa. Ăn nhưng mà vẫn đảm bảo khẩu trang đầy đủ kiểu. Chà, bé nhưng mà rất biết làm gương á nha. Đúng là con trai của ta. Giặt quần áo theo phong cách cục súc là đây. Trời, sạch được mới lạ. Ôi trời ơi. Khoan, cái gì mà chị gái giật nảy ghê vậy? Ông anh bất lực, ba chân bốn cẳng chạy té lê rồi. Trời đất ơi, sao mà hay hơn thua quá vậy anh trai? Cái quả trang phục chú để hơi bị được á nha. Ảo thật đấy. Áo vest với chân váy đồ best kết hợp bồi. Cũng là dance cover cơ mà đến bà chị thì nó lạ lắm. Trời ơi, ta sexy bao nhiêu thì qua tới bà chị nó hề hước bấy nhiêu nè trời. Việc làm thì cứ làm, chứ mà đam mê nhảy nhất vẫn cứ là quẩy nhiệt tình thôi à. Ê, cho một miếng đi. Không qua đâu. Trời ơi, em chiến hữu tốt có khác nha, cho hẳn cái gói mới luôn kìa. Phái phái. Ta lúc cho ba ăn mình cái tư thế vậy hơi kỳ nha. Ôi trời ơi, trời chôn đồ mà để người ta dí tới mông như vậy hả? Thì đó này là bá đạo quá trời ơi. Chị gái nhanh chân ra giúp đỡ, tiện thể xin info mà ai có về. Rồi xong, chị vợ đã lên sóng rồi, té lẻ đi. Rồi, thấy công chuyện này. Ủa, làm xong rồi lại xúc lên. Ảo thật đấy. Đường phẳng không có thích, có thích gập ghềnh hả? Vậy chịu rồi. Này thì không cho chị ăn ké nè, chị cướp luôn. Ôi trời. Có nước mắt cá sấu thì cũng vô dụng với cô chị mà thôi. Hả? Mỹ nữ? Ờ thì là mỹ nữ, nặng sơn sương có mấy tạ thôi à. Quán ép khách thì làm gì đây ta? Trời, ra đứng đường kêu gọi khách chứ làm sao? Ôi trời ơi. Tứ mà cái đà như vậy là khách sắp vô tấp nập liền. Không hớt vô câu vợ nấu nướng ra làm sao và cái kết. Ôi trời ơi. Thôi, coi như là chưa thấy gì đi ha. Không qua đâu. Ê, tưởng tránh được số phận hả anh trai? Vẫn phải ăn hết miếng bánh rồi à. Nghĩ làm sao né được. Tới cái giờ đi học về cả lần cái mối tự dưng tăng hết nấc kiểu. Có play thành zombie mà còn thiếu cái dáng đi thì để anh đây giúp cho. Trời. Mua cua về cho vợ nấu mà đâu có ngờ. Ôi trời ơi. Cua bỗng đêm xuất hiện. Ừ.
Hết mình với pha là đây. Hẳn là hai fan to bự nghe. Ok, chị gái giành chiến thắng. Chứ trời âm độ mình trị ngục chứ trời âm độ như vậy. Mình trị ngục lặn với băng tuyết thì ai làm lại chị trời. Hả? Khi học sinh quá buồn ngủ thì để cô giáo quấy động tinh thần nghe, tỉnh như sáo sậu liền. Lên là lên bạn ơi. Đám cưới của con cháu nhưng mà cô dì chú bác chiếm trọn spotlight kiểu. Trong mắt là ơi, tình yêu ơi, sao trong nay dù mối tình là phụ. Thì nuôi ngáo chắc nhàn. Rồi thì cũng nhàn á, nhàn kiểu rượt cỏ băng ruộng vượt bùn nè. Trời ơi. Ra gì đấy. Cùng xem thầy và trò ai và đích trước nào. Hai ba. Trời ơi, chơi ăn gian nhìn vậy là bất ổn nha. Ba giảng gái chơi game ở trường và cái kết. Ôi trời ơi. Thôi thì ẩm đi cho nhanh, muốn thắng là phải lương lẹo nha. Chị gái thể hiện đường cong cũng vô ích thôi à. Đích tới còn xa lắm chị ơi. Cái tình hình này là thua cái chắc rồi. Ngó bộ thì to cao lực lưỡng, mà cái hệ điều hành thì em bé dễ sợ không. Ôi trời ơi. Phải để bạn gái bé mới chịu chứ. Ảo thật đấy. Cuộn rơm này mà đổ xuống thì sao ta? Sẽ ok lắm nghe. Không sao hết á. Khá. Chuẩn bị kỹ chưa? Ok. Thì ra là bạn chọn cái chết hả? Rồi, tới công chuyện này. Hãy đợi đó. Chị gái đang ung dung thì bất cái ngờ. Trúng bóc đầu rồi. Thiệt cái tình ông, anh chồng cho vé không cứ hồi luôn cho ngay chứ. Thích cái cảm giác được người ta khiêng trên người dãy đầm kiểu. Ôi trời ơi. Anh thợ vừa mới ngáp một cái thì thôi xong, đi luôn cái mạng tóc của chị gái rồi. Chữa cháy liền. Qua đâu. Mà chữa xong thì nó lạ ha. Ảo thật đấy. Ê, lấy giùm mình cái hộp đi anh mèo. Để ra, để tôi. Ê, cũng ra dáng phết nhờ. Việc gì khó, đã có mèo lo hen. Trời, có cái chỗ trốn uy tín như vậy thì dăm ba trận đòn roi của ba là chấp hết ha. Ăn ngon quá trời, ăn ngon dữ trời giùm mày. Trời, bê gì đồ ăn là có thiệt nhau quá vậy. Coi cái mặt nhỏ cảm thụ chưa kìa. Là gì đấy. Nhìn cũng biết ngon nhất nách rồi ha. Mở cửa ô tô hả? Cho xin cái điện thoại nha. Ôi trời ơi. Xong, quá nhanh quá nguy hiểm. Trộm trong vòng nốt nhạc luôn. Cà hỉ, ngửa tay ngửa chân nó bị vậy sao? Ôi bạn ơi. Yeah.
giọng hay gì? Mất hút kìa. Anh công nhân vẫn miệt mài làm. Ôi bạn ơi, tới cái lúc phát hiện ra thì ủa? Ngao ngao ngờ ngờ mà thôi. Hả? Đang ngủ ngon mà bị cờ hớ kêu dậy thì ôi trời ơi. Ôi nhé mùi chưa? Từ giờ là chưa nghe. Ôi trời ơi. Xuống dốc kiểu vậy thì cũng nhanh. Cơ mà cắm mặt xuống đường rồi. Nào, hai bay nhào vô, tao chiến hết. À thế à? Ui, ác chiến vậy. Khè hai em cuốn luôn. Và cái kết. Lớp 1 đến lớp 5 tao còn chưa sợ. Tưởng sao lắp motor vô mông hay sao mà chạy tiếp dữ hả? Sợ còn mày đặt làm màu làm mè đồ. Tính là trôn bạn gái mà ai có dè. Ôi dài ơi, quá đâu. Ê, anh trai hứng đủ nghe. Dễ gì qua mắt được chị gái. Hả? Đã dẹo thì vô chuồng cũng phải điệu kiểu. Phận lâm chắc nhưng mà chơi hệ chiến. Ui, cầm roi quát ông luôn kìa. Ôi trời ơi. Chất ngang, tương lai là làm bưởng trưởng rồi đây. Quá đâu. Ở nhà đã bá đạo như vậy rồi mà. Trời ơi, hất tóc điệu nghệ vậy làm sao bằng thần thái của bò được. Trời ơi, sợ cái đẳng xịt cấp nha. Trời, anh trai xử lý nhanh gọn lẹ chứ. Vợ lên ghế trước một cái, bồ nó gớt ra ngoài luôn chứ. Ăn dụng thành thói có khác nha, xử lý tỉnh. Mày tính đi đâu? Về chỗ liền. Ủa? Dạ, em về liền. Mệt vờ. Trời ơi, mang tiếng là chúa tể sơn lâm mà giờ rón rén như vậy làm sao ta? Ôi bạn ơi! Ủa? Alo? Hả? Ôi trời ơi! Những chiếc lốp xe nghị lực kiểu... Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ú, trời ơi! Đi ầm ầm được cái ảo chứ! Hả? Cánh cửa phòng ngủ chờ chồng về xử tội và cái kết. Quá đâu. Ô là trời, ngủ sai như vậy thì canh làm gì nữa. Thôi dẹp luôn đi. Chị gái xinh xắn đang ướt mình chiếc bánh sinh nhật của mình. Nào, cùng xem diễn biến tiếp theo nha. Ô rồi, thôi xong. Chưa kịp làm gì hết trơn, cậu em nó thổi cái vèo rồi. Bực nhật. Chép bài chế độ Hacksibit kiểu. Ủa, ôi trời ơi. Cô có luận ra chữ không vậy? Nhìn mà hoang mang dùm luôn á. Quá đâu. À, có đồ ăn kìa trời. Xoay xoay and quay quay. Và cái kết. Làm sao vậy? Nhử cho đã rồi không có ăn hả? Nói gì kỳ vậy chị? Cái nhà bạn không có kéo thì họ xuống chiều. Cắn xé là nghề cứng của cờ hó rồi. Làm gì đấy nhờ. Ê, bác nào ra bắt đó luôn nha. Xịn hơn cả kéo chứ. Đấy. Ê, má tê rồi. Trời, trưa là nằm ngủ ở ngoài đường ngon như vậy thì chết dở rồi. Mới tắm rửa thơm tho cho bé con xong mà anh ba lầm quá. Hả? Rồi, xử lý lẹ. Ôi trời ơi. Ê, chị vợ xem vô đánh giá nha. Anh ba xong đời rồi đó. Rụng từ
thì em có một bao quà thôi mà nghe chừng bất ổn quá nhờ. Quê. Lần đầu tập xe đạp khởi đầu khá chi là suôn sẻ mà tới cái lúc kết thì ôi cha mẹ ơi, nằm tại chỗ rồi. Tiếp theo là chị mẹ nè. Ôi trời, bạn nhỏ cũng không có hề thua kém luôn nha. Trời trời, cái nhà này toàn diễn viên xuất sắc không vậy? Diễn như không diễn luôn. Khí hửng ăn miếng xúc xích mà ai có dè. Chán mửa ra. Ê, giờ nhả ra còn kịp không ta? Cô dâu nhà ta ngày đầu về nhà chồng hiền thục nết nè, con chị gái thì ôi trời ơi, trời, ngồi đè tay thì chơi game liên tội, còn tính là cái ba chồng leo rang cùng nữa. Anh chồng đúng kiểu ủa mình gì lâu lắm vậy đi chứ. Một điều nhịn chín điều lành thôi. Này thì dám đánh tao hả? Tao mổ tao biết mồi. Ui, giao diện là xăm môi nhưng mà hệ điều hành là thỏ đế ôi nha. Vài, mổ ôi. Một cái là rén, rén liền. Ủa, cái gì mà quy lực dữ vậy? Ôi bạn ơi, nhảy phát lên xe rụng rời luôn. Ảo ma Canada thiệt sự. Dọn cái gì mà dọn? Cho ăn không có cho. Đúng, đúng. Đừng để bò phải nóng nha. Hút cho ba người tới nơi bây giờ. Hả? Cháy mặt bánh chứ gì? Ôi trời ơi. Chà, mai đi một cái là ok liền. Ê, vậy cũng được luôn hả? Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Chị gái vừa mới đi qua cái ngã rẽ thì bất ngờ. Ơi, vô ớt tập 1. Trời, vỡ tập 2 luôn hả? Xui thôi, đỡ xây 3 nha. Ủa, alo, là gặp bụng dữ chưa vậy hai cô nương? Ôi bạn ơi. Lần đầu thấy mẹ cắt tóc ngắn kiểu. Ủa? Ai vậy? Sao nhìn vừa lạ vừa quen vậy trời? Rồi, hai mắt bạn nhỏ sắp rớt ra khỏi chồng tới nơi kìa. Sắp quá trời sốc mà. Biển số xe tự chế kiểu. Hả? Ủa trời ơi. Chui, dặn ra như đúng rồi luôn. Tương lai là Racing Boy rộng mở đây. Làm gì đấy? Trời ơi, ủa, lông thân đâu rồi? Còn đúng hai cái cánh làm sao? Khó hiểu rồi đó. Thấy chủ về cả là cờ hó kiểu. Mừng hẳn cái điệu nhảy luôn chứ. Xịn sò dễ sợ không? Trai đâu rồi? Rồi. Ôi bạn ơi, lạc lối đi ô chị gái rồi. Chịu nghe. Cứ ngỡ là có bức kính mà ai có ngờ. Làm gì đấy? Ấy, xong rồi. Xác định tháng này làm không có lương nhanh trai. Hả? Người thành công thường có lối đi riêng kiểu. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ô trời ơi, cái quả này mà gỡ ra là đúng bệnh luôn. Nhất chị gái rồi. Toàn. Ê, gái xinh đòi khoác tay thì. Nói. Phái phái gần chết chứ mày đặt ngại ngủng gì ha. Trời đất ơi, thời trang gì đó trời, phong cách cái bàn hả? Rất loan lỗ mấy hai fashion hay gì? Ra vẻ với hai em gái và cái kết. Ôi trời ơi. Quê, chữ E kéo dài. Quê. Cách
đánh thức chết chồng ham ngủ lười làm kiểu. Ôi ba má ơi, hết hồn trên trời. Hey, phiu. Lăn hả? Lăn về bãi cỏ rồi. Cái quả cầm giá thường của Max uy tín kiểu. Được rồi, nói đi. Ước à, nhìn cái thân hình chị gái là thấy phần trăm thắng cao rồi nha. Mình trụy bằng ba người gộp lại cũng nên nha. Đúng đúng. Kẹo đang được bóc, bạn nhỏ thèm lắm rồi đó. Dang cái tay lên. Hả? Ờ, miếng ăn ngay trước mắt mà không có được dang. Cay nhờ. Ủa? Cũng là ôn bài mà cái tư thế nó lạ lắm. Rồi học hay là nằm chiêu vậy thanh niên nhi? Ba vật vờ. Trời, game là dễ với anh ba. Mà tới cái quả bóng cuối thì trời ơi, bất ngờ chưa nè. Đẻ con gái cưng thiệt. Cưng ăn quanh. Ok, trượt ban ngầu á. Ai có vẻ. Ôi trời ơi. Anh trai lọt hú. Tần ơi, nó phá tê lê phê luôn. Mẹ nói là xếp đúng một hàng, không có được đổ thì được thưởng ăn bim bim và cái kết. Rồi rồi rồi, mãi không có được. Bực rồi nha, chuyển qua chế độ ăn giả liền. Trời ơi, trời ơi. Ê, té mất tiêu rồi kìa. Mấy chị em quẩy mạnh lên nào. Ôi trời ơi. Ui, một khi mấy chị em đẫm máu thì đừng có hỏi gì sao nghe. Hả? Coi, mất thăng bằng luôn. Sai lầm của chị là mặc váy chơi game đó. Trời ơi, chỉ tổ đo mắt người đối diện thôi à. Kiếp nạn của anh chồng bắt đầu. Ui, đi đâu cũng đó. Số nhỏ gì đâu á. Ê, làm thử coi mày. Ok. Trời đất ơi, làm ăn kiểu gì vậy? Chết chết chết, nặng mông quá, không có lộn được luôn. Rồi, cô bạn thân ra đỡ kìa. Ồ, ê, 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 đỡ nhau cái kiểu gì mà cả hai ngã dúi vào vụi vậy nè. Chồng chất lên nhau luôn. Vậy thì tha hồ mà ngửi cái mùi hương thơm rù quến của nhau nghe. Ê, 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 sữa đổ vô mồm, lại đổ ra bàn làm sao? Nhỏ này lại lên cái con gì đây ta? Ê, còn đổ thêm nữa kìa. Trời, 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 mang sữa vuốt lên đầu. Ê, té ra là tính dựng tóc hay gì? Thấy mommy ngày nào cũng vuốt vuốt dầu xả, tưởng làm từ sữa hay sao bây giờ bắt chước vậy nè. Vậy là dở rồi. Học gì không học, lại đi học làm đỏm. Con trai mới té tuổi đầu mà điệu như vậy là điềm lắm nha. Ủa, đi đâu vậy thanh niên ơi? Cửa đây mà. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Nha trời, ngáo hết chỗ nói luôn nha. Đâm đầu vô cái cửa kính vui phiên dạ. Thì không có hiểu nổi luôn. Cửa có rộng mà thanh niên không có chui. Cửa phải phi vô bên đóng kính bên vậy đó. Ô là trời đất hại. Đi vô thì sợ quá không có dám vô luôn kìa. Không có ai bế vô hả? Chắc không có dám vô thiệt nha. Chịu à. Gọi 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 gọi, anh sai đê cái chung ra làm gì đây? À, chán để ngâm rượu hay gì? Bình to như vậy, mang cũng nặng nha. Trời ơi, bảo tắt rồi nha, lắp mạnh mẽ nè, luôn đưa mạnh mẽ nè. Phải vậy mới kém được chứ ha. Để theo, xong phim luôn. Dỡ sang tành tành cái chung rồi, nhấc lên quay lắc không hả? Đó, 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 đi trong lưng cái chung to đùng rồi. Thôi, dãy ra nạch cũng không có gắn bình lại vô được đâu nha. Lắm. Ủa, học hành nhưng mà cô giáo giảng như là ru ngủ vậy. Thanh niên thì đã bị phạt đúng rồi mà ai có mắt vẫn cứ chép lại lần sau. Nổi không có nổi luôn kìa. Vậy mà vẫn đọc được
bài mới hay chứ. Chuyện skill dù có mắt nhưng nhắm hờ vẫn có thể nhìn phát biểu được bài nha. Chắc đỉnh của chat chả được. Chấn thương nặng nề cần được chữa trị gấp. Có một tí mà cũng làm quá hả? Ê, được gái thơm nó khát bọt liền nha. Lính luôn, ngờ cả ra kìa. Ui, đúng là không có gì sánh được bằng sức mạnh an ủi của cơ rút. Chữa bách bệnh, tỉnh táo, khỏe khe liền không hả? Chà, mẹ nó khóc to dữ bay. Làm cái gì mà gào như là loa phát thanh vậy? Cho nên nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Giờ hổ lên trai, con bé lật cái mặt nhân thiệt á. Đang gào mồm cái chuyển sang cái chế độ ú quà, cười lên ngay được luôn. Đúng là người có niềm đam mê mạnh liệt chưa chưa hấu ha. Có đồ ăn cái quên hết luôn, y như là cá vàng luôn. Ôi, đừng có lăn mà, xì tóc. Trời ơi, bà tóc. Ủa, alo, chị gái có sao không vậy? Xuống dốc là con quả tròn vo, không có chặn đầu đi, con chạy ra làm sao nữa? Ngáo hẳn nặng rồi, chắc chưa nạp cho người cái miếng nào mà đã phải lao thục mạng đi đuổi dưa nên vậy hen. Cái ăn quan trọng dữ lắm. Đó, không có là mỗi đuổi dưa hấu cũng không xong nữa. Dơ lỗ là cái chắc rồi, mày chưa bao giờ bị trượt trơn á. Ồ, thế à? Chị gái đánh giỏi vậy thế à? Rồi, là chưa bao giờ lủng lỗ chưa? Ngã lăn cô đơ tại chỗ như vậy cơ mà. Ôi trời, thằng họ cứ là phơi phới thế kia. Đồ bên trong nha, chứ không là đau mắt mấy ông bên cạnh chết. Sương sương thì cái tháng này hả, bà bô cho mình ăn ít đi 2 hộp sữa. Biểu sao người hao đi mấy lạng. Chiều, mấy người mà biết tính toán đồ hen. Nhẩm đi nhẩm lại xem là dạo này được uống bao nhiêu cơ đó. Ghét, sợ hãi quá mà. Này sao mà thiếu một đồng của con nhỏ, chắc chị mẹ biết mùi liền. Hâu. Ơ mẹ. Trời, tưởng đâu to lớn hơn con em sao chứ. Thì mình quan mang chạy nhanh dữ rồi. Gan quá, chứ như vậy sao mà bà la sát được. Chắc chết á, chắc sao sợ nhỏ em một phép nhờ. Vậy nó vui quá rồi còn gì. Giờ ông thích gì, trời tao bón luôn. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Á chà chà, gắt nha. Mới bé tí thì đi nhưng mà quy lực không có ai vừa đâu á. Ê, cầm cái thanh sắt lên dứt cái bịch cái. Trời ơi, đã thấy cái sự lợi hại của nhỏ chưa? Mặt căng lắm á nha, không có ai dám động vô luôn á. Úi dồi, sợ quá trời kìa. Mồi ngon đấy rồi, chén thôi. Chưa có kịp bằng ăn dĩa trân thì đã bị hẩn tay trơn rồi. Rồi, có cái món ngon thì ngoạm luôn cái đi. Thế khắc chiếm tiện nghi liền. Chen luôn cái phần của mình. Ngờ bu hết thuốc chữa rồi chim ơi. Giờ thì mở mồm đòi công bằng thì không có ai cứu nổi đâu nghe. Có không giữ, mất đừng có tiếc hùi hụi nha. Vâng, anh Giang rất chi là chắc chắn với cái đường đi của mình. Trời ơi, xong phim luôn. Cái đường thẳng tưng, ít nước anh không có phi vô. Chui ngay cái hố nước sâu. Rồi, xe thì lặn mất tiêu. Người thì ngói ngóp bơi cho bờ. Anh là con ơi nữa chứ. Ai đổ lại ông anh đây ta. Tèo rồi. Mình là mình không có biết gì đâu nghe. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Cửa cũng hay ha. Trong lúc anh Sai đụng nhẹ anh tí mà rớt bà nó xuống sân. Số anh Sai cũng xui dữ chứ. Chắc bước chân trái ra cửa rồi. Làm sao mà chạm có một xíu mà bể cái kính. Làm ổng xua tay rung bần bật cả lên. Ngồi hâm cũng dính trưởng nữa. Đúng rén thiệt chứ. Chà, cái bóng dáng em nào mà xinh tươi mặt phết đỏ vậy kìa. Quay cái mặt ra một cái, hết hồn luôn. Cái bé cờ hó xanh điệu gớm không? Trời ơi, cái váy có cái đai đen nè. Lại còn tóc giả.
đội mũ bảo hiểm màu vàng chói luôn. Ăn đứt cái gu ăn mặc của mấy chị đi đường rồi. Ê, còn thêm cái cặp kính râm ngầu lòi nữa chứ. Úi trời ơi, hơi bị fashion đó nha. Ấy chó, chị vợ bế con đi rồi nhưng mà ông bố vẫn cắm mặt vô cái điện thoại không có biết gì hết trơn. Dập bất cái ngờ. Ủa, con mình đâu ta? Mới nãy còn đây mà ta. Cái tội không có chú ý cắm mặt vô cái điện thoại làm chi. Bây giờ thì giáo giác con đi tìm ha. Trời ơi, ta nói chạy quanh phòng khách cũng không có thấy đâu. Ở phòng ngủ anh ơi. Ui, ông anh nhảy gì vậy? Trời, đám cưới đâu mà ngỡ là đang ở cái quán bar nào không đó chứ. Ông anh sung quá trời, cháy hết mình luôn. Ui, còn uống dẻo người đó kìa. Dân chơi thứ thiệt nó phải quậy khác biệt như vậy chứ. Nhìn như không có ngỡ với anh đâu he. Anh Sai đang tập thể dục rèn luyện sức khỏe ngay cái chốn văn phòng đây. Cái lực cơ tay là khỏe lắm nha. Ê, đung đưa, lắc lên rồi lắc xuống. Ô, ok lắm nghe. Trời mới về thiền xong anh đã bị yếu da cái kết. Ông nằm bẹp dưới trên sàn nhà luôn rồi. Thể hiện mình là một người có sức khỏe, cơ bắp cho cố vô. Giờ thì chấn thương, nằm đơ tại chỗ. Khổ quá trời khổ à. Gì vậy? Mày cứ lén phén vào cái chỗ tao làm sao vậy? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Trời ơi, Hoàng còn đánh đá quá vậy. Giả liên hoàng cướp tôi còn nói luôn. Rồi rồi, nhìn lại câu đần đi ha. Chẳng xi nhê dữ trơn. Đánh như là gãi ngứa cho thanh niên vậy á. Ý trời, rất chiều hiên ngang đi qua luôn nha. Que quỷ cái đuôi nữa chứ. Chút đánh yêu thương này nhắm nhỏ gì. Như là tẩm quốc kia hai cửa hó ha. Cho vô nhà chân tí nha. Vậy, chơi chung gì với cái loại của mày. Trời ơi, nhảy bổ vô kính dọa luôn. Nhảy bổ vô kính cái dọa cho cáo chạy bán sới luôn. Khá nha. Bật mút chiến đấu lên thì con nào mà ở ngoài xâm phạm vô vườn nhà cũng rén với hoàng thượng nghe. Không có bỏ công bao nhiêu là hộp pate cho mèo đó. Đáng nha, đáng nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào, xin chào.